đeo cực hot ngay đầu năm sau. Apple AR sẽ là thiết bị mới nhất của táo khuyết được ra mắt vào đầu năm tới. Thiết bị này có thể đã bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt từ cuối năm nay. Nhà phân tích Minh Chi Kuo cho biết, thông tin này xuất hiện chỉ vài tuần. Sau khi có tin đồn cho rằng Apple đã từ bỏ kế hoạch phát triển kính thực tế tăng cường, táo khuyết đã đưa kính thực tế tăng cường AR vào trọng tâm phát triển sản phẩm mới trong những năm gần đây. Trước đó, Apple đã ra mắt Akit hỗ trợ các nhà lập trình phát triển ứng dụng, tăng cường nội dung cho AR trên các thiết bị iOS. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu, điều này báo hiệu cho một phần cứng chuyên dụng AR của Apple sẽ ra mắt vào năm tới. Theo Kuo, kính AR của Apple sẽ được bán trên thị trường dưới dạng phụ kiện iPhone và dựa vào thiết bị cầm tay này để kết nối mạng cũng như các cảm biến khác. Trước đó, Kuo dự đoán kính AR của Apple sẽ xuất hiện vào giữa năm 2020, giờ đây, thần đoán này đưa ra thời điểm ra mắt của AR sớm hơn, điều này cho thấy Apple đang tăng tốc. Sự chuyển động mạnh mẽ của chuỗi cung ứng và thiết bị này đang trong quá trình hoàn thiện.